Cảnh sát cơ động Huế phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ ma túy. Ngày 10 tháng 4, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua công tác tuần tra kiểm soát, đơn vị đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông và có biểu hiện tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, vào khoảng 2 giờ ngày 4 tháng 4, trong lúc đang tuần tra kiểm soát tại khu vực ngã 6 Hùng Vương, thành phố Huế, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện một nam thanh niên điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong cốp xe của đối tượng có một gói ni lông bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng và một viên nén màu xám. Qua khai thác thông tin ban đầu, đối tượng là Trần Gia Hưng, sinh năm 1998, trú tại phường Tây Lộc, thành phố Huế. Trần Gia Hưng khai nhận tang vật trên là ma túy dạng khay và kẹo. Trước đó, vào khoảng 2 giờ 10 phút ngày 2 tháng 4, tại ngã 6 Hùng Vương, thành phố Huế, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện một xe mô tô chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm nên đã yêu cầu người vi phạm dừng xe để kiểm tra. Tiến hành kiểm tra hành chính, xác định hai đối tượng này là Trần Văn Bảo, sinh năm 1995, trú tại phường Phú Thượng, thành phố Huế và Huỳnh Ngọc Sơn, sinh năm 1995, trú tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện và thu giữ trong túi quần đối tượng Bảo một túi ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng. Khai thác nhanh, đối tượng khai nhận túi ni lông trên chứa ma túy dạng ketamin. Phòng Cảnh sát cơ động đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế để xử lý theo thẩm quyền.